Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những thói quen xấu mà các mẹ bầu chúng ta cần tránh ngay từ khi mà chúng ta mới mang thai rồi trong cả thai kỳ chúng ta cần kiêng kỵ nhé. Đây cũng là cái điều mà chúng ta kiêng kỵ đấy, kiêng kỵ những cái thói quen xấu này. Khi mà chúng ta chưa mang thai, chưa bầu bí thì chị em chúng ta có thể ăn uống vô tư để thoải mái, rồi những cái đồ mình thích là được, rồi ngủ nghỉ vận động thì không cần quá khắt khe hay là quy chuẩn gì đó, thích là làm, thích là ngủ, không thì thôi. Thậm chí là chúng ta có thể uống rượu, uống bia hay là uống cà phê. Tuy nhiên khi mà chúng ta chuẩn bị mang thai và sang cái giai đoạn chúng ta đã biết mình có em bé rồi, sau đó và trong suốt thai kỳ, nếu bạn vẫn giữ những cái thói quen xấu này thì rất là nguy hiểm, nó luôn xảy ra những cái nguy cơ xấu với sức khỏe của mẹ và đến em bé ở trong bụng nữa, hiện tượng sảy thai hay là sinh non nữa. Vậy nên chúng ta cùng xem và cùng tránh, nói chung là nếu ta đang phạm phải rồi thì hãy từ bỏ những cái thói quen này nhé, để bảo vệ con yêu của mình. Đầu tiên đó là việc chúng ta tự ý dùng thuốc. Ở đây có thể là thuốc thuốc sốt này, hay thuốc cảm cúm, thuốc ho, hay là thuốc liên quan đến bệnh tật gì đó. Trong cái thành phần của một số loại thuốc thì có những dược liệu mà có liên quan là nó có thể là ảnh hưởng đến thai nhi, tăng cái nguy cơ sảy thai rồi dị tật. Vì vậy bà bầu chúng ta tuyệt đối là không tự ý dùng thuốc khi mà chưa có chỉ định của bác sĩ. Chị em nào chúng ta có thói quen hễ cứ thấy mình ốm đau một chút, hắt hơi sổ mũi là tự ra hiệu thuốc, mua thuốc về uống thì chúng ta cần phải cẩn trọng và sẽ xem xét lại nhé. Trong trường hợp mà chúng ta đang phải uống một cái thuốc mà chúng ta điều trị một cái bệnh nào đó từ trước đến rồi ấy, mà khi chúng ta đã biết là mình có bầu thì việc đầu tiên là chúng ta phải ngừng thuốc, sau đó thông báo cho bác sĩ để biết xem là chúng ta xem xét và điều chỉnh như thế nào nhé. Điều này áp dụng cho cả thuốc nam này, hay là thuốc bắc, thuốc chúng ta sắp uống ấy, hoặc và cả thuốc tây y nữa, cả thuốc bổ hay là những cái viên uống bổ sung vitamin. Với những cái viên mà thuốc bổ vitamin, trong quá trình mà chúng ta khám thai sau đó siêu âm ấy, các mẹ chúng ta sẽ làm một cái số những cái xét nghiệm về xét nghiệm máu, thì chúng ta sẽ biết được căn cứ vào kết quả đấy là chúng ta thừa thiếu chất gì, sau đó bác sĩ mới chỉ định cho chúng ta những cái loại thuốc bổ hay là vitamin phù hợp với chúng ta. Nên mà khi mà chúng ta chưa có những xét nghiệm hay là chưa có chỉ định của bác sĩ cũng chưa được tự ý sử dụng những loại thuốc bổ hay là thuốc vitamin này nhé. Thứ hai, chúng ta cần kiêng ngay, tránh ngay cái thói quen là ăn những thực phẩm còn xấu, tức là tái này, chưa chín. Đây là những món ăn rất là nhiều chị em chúng ta yêu thích như là phở tái, bò tái, hay tiết canh, lòng đào trứng này, sushi, gỏi cá hay là nem chua. Nếu mà khi chúng ta bầu bí mà vẫn giữ những cái thói quen ăn uống mà nó tái chế như này thì cực kỳ là tai hại, nguy cơ gây sảy thai, dị tật thai nhi rồi sinh non nữa. Bởi trong đó, trong những cái thực phẩm này nó chứa rất là nhiều những loại vi khuẩn gây hại. Với bà bầu chúng ta cần đảm bảo là tất cả những thực phẩm đều được nấu chín kỹ để loại trừ hết những cái vi khuẩn nguy hiểm sống ở trên đó. Ngoài ra, với những cái thực phẩm là sữa tươi, phô mai mà chưa được qua cái khâu tiệt trùng thì mẹ bầu chúng ta cũng không nên sử dụng nhé. Chỉ nên dùng những sản phẩm sữa khi mà nó đã tiệt trùng để đảm bảo tốt sức khỏe của các mẹ. Điều số 3, chúng ta tránh việc uống cà phê hay là trà đặc. Đây là thức uống đều chứa nhiều caffeine và nó ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi, dễ gây những cái vấn đề cho bản thân mẹ như tim mạch này, hay là gây hưng phấn, khó ngủ, mất ngủ và kích thích hệ thần kinh nữa. Đặc biệt là trong 3 tháng đầu khi thai nhi mới hình thành, việc chúng ta uống trà, thói quen uống trà, cà phê là điều tuyệt đối không nên. Vì vậy, trước khi bầu bí, nếu mà chị em chúng ta đã có cái thói quen này thì tốt nhất là chúng ta cai dần và giảm dần xuống nhé, sau đó bỏ hẳn là tốt nhất, không thì chúng ta rất là hạn chế thôi. Việc thứ tư đó chính là những cái thói quen mà chúng ta ăn hàng quán vỉa hè, ăn ngoài đường phố, đồ ăn nhanh hay là việc sử dụng nước ngọt, thường uống nước ngọt có ga. Những cái sở thích này rất là nhiều cô gái chúng ta có, nhưng khi mà chúng ta mang thai rồi thì cần phải tránh. Bởi vì những cái món ăn này, những cái phương thức chế biến như thế này, nó hoàn toàn không phù hợp với phụ nữ mang thai, nó không lành mạnh. Một là cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm này. Thời gian bầu bí mẹ bầu chúng ta rất là nhạy cảm, hệ tiêu hóa thì nó kém hơn, nhỡ mà chúng ta bị ngộ độc này hay là đau bụng thì sẽ
có những ảnh hưởng rất là xấu đến thai nhi. Thứ hai là những cái thức ăn này nó làm nó rất là nghèo dinh dưỡng, nó có thể hạn chế dinh dưỡng khi mà chúng ta ăn ở trong bữa chính hàng ngày. Vậy là sẽ không cung cấp đủ dinh dưỡng, dưỡng chất cho bé yêu của chúng ta phát triển toàn diện, cũng như là làm giảm hấp thu. Khi mà chúng ta ăn ở bữa chính đi thì em bé chúng ta sẽ bị nhẹ cân hay là kém phát triển hơn. Vậy nên mẹ chúng ta hãy chú ý nhé. Về thứ năm, kiêng hút thuốc, sử dụng rượu bia, đồ có cồn chất kích thích. Đã có rất là nhiều những nghiên cứu chứng minh rằng sự liên quan giữa việc chúng ta hút thuốc này, sử dụng chất kích thích, đồ uống chứa cồn khi mà mang thai đều dẫn đến cái nguy cơ rất là xấu sảy thai, sinh non hay em bé nhẹ cân hay dị tật thai nhi. Vậy nên trong quá trình mang thai và cái trước cái giai đoạn chúng ta chuẩn bị mang thai nữa, từ mới có bầu, là tuyệt đối không được hút thuốc lá. Ngay cả việc chúng ta hút thuốc lá thụ động cũng là gây hại và không tốt, cần tránh xa cái môi trường khói thuốc này ra. Mẹ nào chúng ta có thói quen nhâm nhi ít rượu vang này, hay là ít bia, ít rượu ấy, thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ ngay bất kỳ những cái thức uống gì mà chúng ta làm vào cơ thể mình đều có thể truyền đến thai nhi. Nên mà chúng ta hãy chọn những cái thực phẩm lành mạnh và tốt nhé. Điều số 6 là việc chúng ta đi lại nhiều hay là vận động mạnh với tần suất liên tục là chúng ta cần phải tránh. Thói quen này rất là không tốt. Những tháng đầu thì có thể gây cái nguy cơ làm sảy thai này, vì mới có thai, thai nhi chưa ổn định ấy, cơ địa mẹ nào chúng ta lại yếu nữa, nhạy cảm nữa, thì tốt nhất là chúng ta hạn chế cái việc chúng ta di chuyển đi lại quá nhiều, là việc đi bộ, chạy bộ hay là leo cầu thang rồi đi xe máy, ô tô. Nếu mà liên quan đến tính chất công việc của các bạn thì các mẹ chúng ta hãy lưu ý, thì chúng ta cần thay đổi công việc này, thay đổi cái môi trường làm việc của mình, hoặc là giảm cái tần suất này xuống cái mức thấp nhất và nhờ người hỗ trợ nhé. Mẹ nào chúng ta có cái thói quen là đi nhanh nữa, đi nhanh vội vàng ấy, thì chúng ta cũng cần xem xét lại bằng việc chúng ta đi chậm rãi, nhẹ nhàng để nó chắc chắn và nó an toàn hơn, hạn chế việc chúng ta đi giày cao gót nữa nhé. Nhiều mẹ bầu chúng ta cũng hay việc là chạy bộ ấy, luyện tập thể dục thể thao với những cái môn thể thao vận động mạnh, tốn sức, bê nặng thì chúng ta cũng cần chú ý, không nên làm khi mà bầu bí. Việc thứ 7, thói quen chúng ta ăn quá cay này, ăn quá mặn ấy, hay là những cái đồ lạnh, đồ nước uống hay là thức ăn lạnh ấy, là chúng ta cũng cần phải tránh giai đoạn bầu bí này. Rất là nhiều chị em chúng ta có cái sở thích này đúng không nào? Tuy nhiên khi mang bầu thì chúng ta cần phải thay đổi theo cái hướng tích cực hơn, ăn những cái thức ăn nó ở cái mức độ vừa phải thôi, không mặn quá, không nhạt quá, cũng hạn chế việc cay, bởi vì những cái đồ ăn cay nóng, cái gia vị cay nóng như là hạt tiêu này, ớt, món ăn chiên xào và nhiều dầu mỡ tuy là ngon theo sở thích mọi người nhưng chúng ảnh hưởng rất là nhiều đến hệ tiêu hóa của mẹ nữa, gia tăng áp lực lên thai nhi, vậy là không tốt. Mẹ bầu chúng ta cần ăn nhạt này, đồ ăn thì nên là ấm, nóng và là đồ mới, hạn chế cay nóng và phương thức chế biến tối ưu nhất cho chúng ta để đạt cái dinh dưỡng mà tốt nhất, đó chính là luộc này, hấp, hầm nhé. Việc thứ 8 là chúng ta cần tránh cái thói quen khi ăn những cái thực phẩm sau. Ví dụ như là nhà chúng ta trước đó là chúng ta hay món này, thì khi chúng ta bầu bí rồi thì cần phải tránh kiểu cái nguy cơ không tốt. Đó là dứa, đu đủ xanh, nha đam, rau ngót, rau răm, ngải cứu, mướp đắng. Thực ra những cái món này tùy vào cơ địa và cái số lượng ăn của chúng ta, khi nào ăn nhiều và ăn liên tục thì nó mới có ảnh hưởng xấu thôi. Nhưng tốt nhất khi mà chúng ta đã biết những cái món này nó không tốt trong thai kỳ rồi thì các mẹ chúng ta dù ít dù nhiều cũng không nên ăn nhé, nên tránh ra, hãy chuyển sang những cái loại rau củ thực phẩm mà tốt hơn, mà an toàn, lành mạnh hơn. Việc thứ 9 là vấn đề quan hệ vợ chồng. Khi mà chúng ta mới mang thai hay là trong suốt thai kỳ rồi ấy, chúng ta hoàn toàn có thể quan hệ vợ chồng. Nhưng đối với những cái phụ nữ, chị em chúng ta đã từng bị sảy thai này, hoặc đang bị động thai ra máu, sức khỏe của mẹ và em bé thai nhi trong bụng không ổn định thì chúng ta cần phải kiêng cái việc quan hệ vợ chồng để tránh những cái hiện tượng co thắt này, hoặc những cái hành động có thể động chạm đến thai nhi ở trong bụng cái vùng này nữa. Với các mẹ bầu chúng ta khỏe mạnh này, thai nhi phát triển tốt thì thói quen quan hệ vợ chồng cũng cần thay đổi sang cái xu hướng là nhẹ nhàng hơn, tránh kích thích quá mức và tần suất vừa phải thôi. Khi mà chúng ta xuất hiện những cái
biểu hiện nào bất thường thì như là đau bụng ấy thì chúng ta cần phải dừng lại và đi khám bác sĩ nhé. Về số 10, chúng ta cái tránh những cái thói quen như sau liên quan đến vận động của các mẹ, như là ngồi xổm này, hay là cúi gập người xuống, ngồi lâu một tư thế, hay là để chúng ta đi nhanh, đi vội, đi giày cao gót này, hay mặc quần áo bó sát, đi đứng vội vàng không cẩn thận là chúng ta cần phải tránh. Khi bầu bí, mọi hoạt động vận động của chúng ta cần phải nhẹ nhàng hết sức này, chậm rãi, tránh việc chúng ta té ngã để không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng nhé. Trên đây là 10 những chia sẻ của mình về những cái thói quen xấu các mẹ bầu chúng ta cần tránh. Đây cũng là những cái điều mà chúng ta cần phải kiêng kỵ khi mà mới mang thai và trong suốt quá trình thai kỳ của mình, sao cho đảm bảo an toàn nhất cho cả mẹ và em bé nhé.